Em thân mến, tiếp tục dòng văn học Trung Đại từ thế kỷ 16 đến 18. Tiết học này, cô giới thiệu với các em một tác phẩm vừa mang tính văn chương, vừa mang đặc trưng của quá trình ghi chép lịch sử, đó là tiểu thuyết Chương Hồi, Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Hôm nay, ta học hồi thứ 14 của tác phẩm Đánh Ngọc Hồi, Quân Thanh Thua Cuộc, Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài. Mục tiêu cần đạt của tác phẩm giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong chiến công đại phá Quân Thanh, sự thảm bại của bọn xâm lược và số phận của lũ vua quan phản dân hại nước. Hiểu sơ bộ về thể loại và giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật kết hợp với miêu tả chân thực và sinh động. Muốn hiểu hồi 14, các em phải nắm cả tác phẩm, nên ta sẽ tóm tắt tác phẩm nhé. Tác phẩm tái hiện chân thực bối cảnh lịch sử đầy biến động ở nước ta khoảng hơn 30 năm cuối thế kỷ 18 và mấy năm đầu thế kỷ 19. Khởi đầu là sự đe dọa thối nát đến cực độ của các tập đoàn phong kiến, đàng trong, đàng ngoài. Các ông vua thời Lê, vua chẳng ra vua, chỉ biết chắp tay rũ áo, cam phận làm bù nhìn, bạc nhược. Bên cạnh phủ chúa, Trịnh Sâm bỏ con trưởng, lập con thứ, gây nên loạn tử trong nhà. Bọn kiêu binh thì ỷ thế lộng hành, sự tranh giành quyền lực giữa các phe phái phong kiến đã đến hồi quyết liệt dữ dội. Trong bối cảnh đó, cuộc nổi dậy đầy khí thế của phong trào Tây Sơn là một điểm tất yếu. Quang Trung ba lần dẫn quân ra Bắc. Lần đầu ông diệt Trịnh, lần thứ hai ông diệt Vũ Văn Nhậm và lần thứ ba ông xưng đế rồi đánh tan 20 vạn quân Thanh. Ông lập ra nhà Tây Sơn, nhưng cơ nghiệp của nhà Tây Sơn ngắn ngủi, chúa Nguyễn thì lại dần dần khôi phục thế lực và dẹp Tây Sơn lập vương triều mới. Kết thúc tác phẩm là tình cảnh thảm bại nhục nhã của vua tôi Lê Chiêu Thống khi nương nhờ ở nước ngoài. Em biết không, Hoàng Lê Nhất Thống Chí là tác phẩm do một số người cùng dòng họ Ngô Thì viết và viết trong nhiều thời điểm tiếp nối nhau. Có hai tác giả chính. Thứ nhất là Ngô Thì Chí, làm quan dưới thời Lê Chiêu Thống. Ông này viết 7 hồi đầu. Thứ hai là Ngô Thì Du. Ông này là anh em chú bác ruột với Ngô Thì Chí, làm quan dưới triều Nguyễn, viết 7 hồi sau. Còn lại 3 hồi cuối có thể là do một số người khác viết trong khoảng đầu triều Nguyễn. Về ý nghĩa nhan đề, Hoàng Lê Nhất Thống Chí có nghĩa là ghi chép về sự thống nhất của vương triều nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh trả lại Bắc Hà cho vua Lê. Tác phẩm này viết bằng chữ Hán, gồm 17 hồi. Hồi chúng ta học là hồi thứ 14 nha các em. Chí, kem lưu ý, chí là một thể loại văn ghi chép lại sự vật và sự việc. Như vậy là sau khi các em đọc kỹ ở phần trích hồi thứ 14 này, thì bây giờ cô và các em cùng tóm tắt. Nguyễn Huệ nhận được tin báo vua tôi Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh. Bọn chúng đã kéo quân hơn 20 vạn tinh binh vào nước ta. Ông vô cùng tức giận, lập tức lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung, thì nhằm ngày 25 tháng Chạp năm 1788, rồi đốc xuất 5 đại binh ra đi. 29 Tết, ông cùng nghĩa quân đến Nghệ An. Tại đây, ông gặp cống sĩ Nguyễn Thiếp, mở cuộc tuyển quân và duyệt binh lớn. 30 Tết, ông đến Tam Điệp, hội quân với bọn Sở Lân. Ông cho binh sĩ ăn Tết sớm và hoạch định chiến lược lâu dài. Ông tha tội cho Sở và Lân, khen ngợi và giao việc cho Ngô Thì Nhậm. Với phương án tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối bí mật, nửa đêm mồng 3, đại binh đến Hà Hồi,
Mồng 5 hạ Ngọc Hồi. Rồi ông kéo quân vào thành Thăng Long. Vua Lê Chiêu Thống và Tôn Sĩ Nghị còn đang vui Tết, không ngờ quân Tây Sơn bất ngờ đánh úp. Chúng sợ mất mật, vội vàng bỏ trốn, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp, bỏ chạy về phía Bắc. Tàn quân thua trận bị tiêu diệt rất nhiều. Vua tôi Lê Chiêu Thống khốn khổ tháo chạy theo Tôn Sĩ Nghị trong ngậm ngùi. Chúng ta vừa tóm tắt xong đoạn trích hồi thứ 14. Các em thấy nè, đoạn trích miêu tả chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung và sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh cùng với số phận của lũ vua quan bán nước hại dân. Chúng ta xem bố cục của đoạn trích nha các em. Đoạn 1 thì từ đầu hôm ấy nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Thân. Phần này có nội dung là được tin báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long thì bắt Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế và thân chinh cầm quân dẹp giặc. Đoạn thứ 2, từ vua Quang Trung tự mình đốc xuất đại binh cho đến vua Quang Trung tiến quân vào Thăng Long rồi kéo vào thành. Thì nội dung của đoạn này chính là cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung. Đoạn thứ 3 lại nói về Tôn Sĩ Nghị và vua Lê phần hết đó lấy làm xấu hổ. Thì đoạn này có nội dung là sự đại bại của quân tướng nhà Thanh và tình trạng thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống. Các em đánh dấu trong sách và ghi cẩn thận phần nội dung vào nhé. Người anh hùng áo vải cờ đào, giúp dân dựng nước, xiết bao công trình. Đây là lời nhận xét của công chúa Ngọc Hân, người vợ, người gần gũi, người chia ngọt sẻ bùi với Nguyễn Huệ, một con người mà sử sách Việt Nam ghi tạc. Trong đoạn trích này, ông là nhân vật chính, là linh hồn, là người hùng của dân tộc. Cô và các em cùng phân tích hình tượng người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ. Các em biết không, từ đầu đến cuối đoạn trích, Nguyễn Huệ luôn luôn là một con người hành động một cách xông xáo, nhanh gọn, có chủ đích và rất quả quyết. Nghe tin giặc đến Thăng Long, không hề nao núng, ông muốn dẫn quân đi ngay. Rồi chỉ trong vòng một tháng, Nguyễn Huệ đã làm được bao việc lớn như tế cáo trời đất lên ngôi hoàng đế, đốc xuất đại binh ra Bắc, gặp gỡ người cống sĩ ở huyện La Sơn, tuyển mộ quân lính, mở cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An, định kế hoạch hành quân đánh giặc và cả kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng. Ông còn là một con người có trí tuệ sáng suốt và nhạy bén. Ông sáng suốt trong việc phân tích tình hình thời cuộc và thế tương quan chiến thắng giữa ta và địch. Trong lời phủ dụ quân lính ở Nghệ An, ông khẳng định chủ quyền dân tộc của ta và ông lên án hành động xâm lăng phi nghĩa trái đạo trời của giặc. Đất nào sao ấy đều đã phân biệt rạch ròi. Ông nêu bật truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc và kêu gọi quân lính đồng tâm hiệp lực. Ông còn sáng suốt trong việc xét đoán và dùng người, thể hiện qua cách xử trí các tướng sĩ tại Tam Điệp. Ông hiểu sở trường, sở đoản của các tiến sĩ, khen chê đúng người, đúng việc. Quang Trung còn là một người có ý chí quyết thắng và có tầm nhìn xa trông rộng. Mới khởi binh đánh giặc chưa được một tấc đất nào, vậy mà Quang Trung đã nói chắc như đinh đóng cột, phương lược tiến đánh đã có định sẵn, lại còn tính sẵn cả kế hoạch ngoại giao sau khi chiến thắng đối với một đất nước lớn gấp 10 nước mình. Ông có tài dụng binh như thần. Cuộc hành quân thần tốc do vua Quang Trung chỉ huy đến nay vẫn còn làm cho chúng ta kinh ngạc. Các em biết không, từ ngày 25 tháng Chạp bắt đầu xuất quân ở Phú Xuân, Huế, một tuần sau quân của ông đã đến Tam Điệp mà cách đó 500 km. Vậy mà đêm 30 tháng Chạp đã lập tức lên đường tiến quân ra Thăng Long, mà tất cả đều đi bộ. Nào là lội suối nè, qua đèo, qua núi. Có sách còn nói Quang Trung sử dụng cả biện pháp cán võng, cứ hai người thì khiêng một người được nằm nghỉ, luân phiên đi suốt ngày đêm. Từ Tam Điệp trở ra khoảng hơn 150 km, vừa hành quân
vừa đánh giặc, mà vua Quang Trung đã hoạch định kế hoạch là mùng 7 tháng Giêng sẽ ăn Tết ở Thăng Long. Trong thực tế vượt mức 2 ngày, hành quân xa liên tục như vậy, nhưng cơ nào đội ấy vẫn chỉnh tề. Các em thấy đó, do tài tổ chức của người cầm quân. Hoàng đế Quang Trung thân chinh cầm quân không phải chỉ trên danh nghĩa. Ông là một tổng chỉ huy chiến dịch thật sự. Ông hoạch định phương lược tiến đánh, tổ chức quân sự, tự mình thống lĩnh một mũi tiến công. Ông cưỡi voi đi đốc thúc, xông pha tên đạn, bày mưu tính kế. Trong khói bụi mịt mờ, thấp thoáng bóng một vị tướng ngồi oai nghiêm trên lưng voi. Chiếc áo bào đỏ thẫm của ông bay phấp phới. Hình ảnh ấy đã trở thành một tượng đài đẹp trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Hình tượng Quang Trung thật xứng đáng với tượng đài nghệ thuật tượng trưng cho sức mạnh, ý chí, lòng tự tôn dân tộc trong mỗi trái tim người Việt. Vẻ đẹp sáng ngời hào hùng của Quang Trung, người anh hùng tiêu biểu cho sức mạnh quật cường của cả một dân tộc được thế giới ngưỡng mộ. Tiếp theo, cô và các em sẽ phân tích sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh trong hồi 14 này nhé. Các em hãy nghe lời của Tôn Sĩ Nghị trước khi hắn qua nước ta dâng sớ bàn với hoàng đế Mãn Thanh. Thần nghe họ Lê nước Nam hèn yếu, nay họ sang cầu cứu bản triều, theo nghĩa thì phải cứu giúp. Phải chăng An Nam vốn là đất cũ của Trung Quốc, nếu sau khôi phục họ Lê, nhân đó lại cho quân đóng giữ. Hắn nhận định, quân Nam không có sở trường gì, đợi ta đến La Thành, nhổ bãi nước bọt, xoa tay là xong việc. Tôn Sĩ Nghị đến nước ta không tốn một hòn tên mũi đạn. Hắn cực kỳ hóng hách, suốt ngày chỉ yến tiệc, không lo gì đến chuyện chính sự. Mặc dù được Lê Chiêu Thống nhắc nhở, nhưng hắn bỏ ngoài tai. Nhưng khi quân Tây Sơn bất ngờ xuất hiện, hắn sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp, chuồn trước qua cầu phao. Còn quân Thanh, trước khí thế của quân Tây Sơn, lúc lâm trận ai nấy đều rụng rời sợ hãi, xin hàng hoặc là bỏ chạy toán loạn, dây xéo lên nhau mà chết. Cả một đội binh hùng tướng mạnh, chỉ quen diễu võ dương oai, giờ đây chỉ còn biết tháo chạy đêm ngày, đi gấp về nước không dám nghỉ ngơi. Cái giá phải trả cho những kẻ mạnh hiếp yếu, âm mưu xấu xa thâm độc, xâm lược, thôn tính, thật xứng đáng. Vừa nhục nhã, vừa ê chề, thất bại, phải không các em? Sự thảm hại của vua tôi phản nước hại dân Lê Chiêu Thống, các em biết không? Lê Chiêu Thống và những bậc bề tôi trung thành của ông ta vì lợi ích riêng tư của dòng họ mà đã đem cả vận mệnh của dân tộc đặt vào tay kẻ thù xâm lược. Lẽ tất nhiên thì họ phải chịu đựng nỗi sỉ nhục của kẻ đi cầu cạnh van xin, không còn tư cách của bậc quân vương, và kết cục phải chịu chung số phận bi thảm của kẻ vong quốc. Sau này sang tị nạn ở nước ngoài Trung Quốc, ông phải cạo đầu, phải tết tóc, phải ăn mặc giống người Mãn Thanh, và cuối cùng cũng ngửi nắm xương tàn nơi đất khách quê người. Các em so sánh hai đoạn miêu tả của hai cuộc tháo chạy. Một bên là cuộc tháo chạy của Tôn Sĩ Nghị và một bên là cuộc tháo chạy của vua Lê. Các em chú ý nha. Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp, dẫn bọn lính kỵ mã của mình chuồn trước qua cầu phao, rồi nhắm hướng bắc mà chạy. Quân sĩ các doanh nghe tin đều hoảng hốt, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua sông, xô đẩy nhau rơi xuống mà chết rất nhiều. Còn vua tôi thì sao? Vua Lê ở trong điện nghe tin có biến ấy, vội vã cùng bọn Lê Quýnh Trịnh Hiến đưa Thái Hậu ra ngoài. Đến đồn Hòa Lạc thì gặp một người thổ hào. Hồi trước vua Lê chạy ra ngoài, người ấy đã biết mặt. Lúc đó thấy vua, người ấy bất giác rơi lệ, nhân tiện mời vua vào trại trong núi tạm nghỉ. Vua cuống quýt bảo người thổ hào rằng,
muôn đội hậu tình, không có gì để báo đáp, chỉ có trời cao đất dày chứng giám tất lòng thành của ông mà ban phúc cho thôi. Bây giờ quân giặc tới gần, trước mắt đây còn có con đường sống nào có thể chạy gấp lên cửa ải, xin tính kế cho ngay. Các em so sánh hai đoạn văn miêu tả hai cuộc tháo chạy này, một là của quân tướng nhà Thanh và một là của vua Lê Chiêu Thống. Các em thấy không, tất cả đều là tả thực với những chi tiết cụ thể, nhưng âm hưởng thì lại rất khác nhau. Đoạn văn tả cuộc tháo chạy của quân giặc thì nhịp điệu nhanh, mạnh, hối hả, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô đẩy nhau. Ngòi bút miêu tả khách quan, nhưng vẫn hàm chứa sự hả hê sung sướng của người thắng trận trước sự thảm bại của lũ cướp nước. Ở đoạn văn dưới, nhịp điệu có chậm hơn, tác giả dừng lại miêu tả tỉ mỉ những giọt nước mắt thương cảm của người thổ hào, nước mắt tủi hổ của vua Lê Chiêu Thống, cuộc tiếp đãi thịnh tình, giết cả gà làm cơm của kẻ bề tôi. Âm hưởng có phần ngậm ngùi chua xót, là những cụ thần của nhà Lê, các tác giả không thể không mũi lòng trước sự sụp đổ của một vương triều mà mình từng phụng thờ, tuy vẫn hiểu đó là kết cục không thể tránh khỏi. Chúng ta sang phần luyện tập. Đề bài: dựa theo tác phẩm, hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu 1789. Đây là phần hướng dẫn của cô. Các em lưu ý có các bước sau đây. Bước thứ nhất, các em đọc kỹ đề, gạch dưới những từ ngữ quan trọng. Bước thứ hai, các em chỉ cần viết một đoạn ngắn thôi nha. Bước thứ ba, về phần nội dung thì các em phải dựa theo tác phẩm để miêu tả lại chiến công đại phá quân Thanh của vua Quang Trung. Thời gian là từ tối 30 Tết đến mồng 5 tháng Giêng thôi. Thứ tư là về phương thức biểu đạt chính của đoạn là tự sự xen miêu tả. Các em miêu tả cái gì? Miêu tả quang cảnh, miêu tả thời gian, miêu tả hành động, lời nói của đối tượng cần miêu tả. Đó là vua Quang Trung nè, đó là nghĩa quân Tây Sơn nè, rồi đối tượng nữa cũng là bọn quân Thanh nè. Diễn biến theo cái mốc thời gian có thể đưa ra một vài từ ngữ có ý kiến cá nhân của mình. Về kết quả cần đạt thì đoạn văn phải được viết có hình thức của một đoạn văn, có nghĩa là viết hoa đầu dòng và lùi vào và có kết thúc là dấu chấm. Nội dung của đoạn văn thì phải phù hợp yêu cầu của đề bài. Khi đọc lên thì sao cho cô cảm thấy nó hấp dẫn sinh động, vì cái lối văn trần thuật có yếu tố miêu tả, vừa tôn trọng sự thật lịch sử nhưng vừa cụ thể, vừa rõ ràng như một bức tranh, như một cuốn phim đang hiện ra trước mắt. Các em thân mến, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là truyền thống cao quý của dân tộc ta. Với công lao to lớn của Quang Trung, người anh hùng đã được tạc vào trong lịch sử dân tộc. Nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước, nhân dân trang trọng thờ cúng ông. Trong mỗi trang văn, trong mỗi dòng tư tưởng của thế hệ trẻ Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và Mỹ, chiến công của ông luôn là tấm gương của tinh thần quật cường, ý chí mạnh mẽ, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Mỗi năm, chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa hay là Rạch Gầm Xoài Mút đều được tổ chức tưởng niệm long trọng. Vì vậy, Nguyễn Huệ, phố đi bộ nè, vườn hoa xuân nè, con đường đẹp nhất nè, nằm ở vị trí trung tâm thành phố của ta được trang trọng mang tên ông. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, con đường đẹp nhất của thành phố ta, đường Nguyễn Huệ. Cô xin giới thiệu với các em một số cột mốc lớn trong sự nghiệp của Quang Trung. Sau khi học xong hồi thứ 14 của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí,
Cô mong các em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ trong trận đại phá quân Thanh và sự thảm bại của bọn xâm lược cùng số phận của lũ vu quan bán nước hại dân Lê Chiêu Thống. Các em hiểu được giá trị nghệ thuật của lối văn trần thuật và có sự kết hợp với sự miêu tả rất là chân thật và sinh động. Bây giờ chúng ta sẽ chép nội dung của bài vào trong vở nhé các em. Đây là phần ghi vào vở. Các em lấy vở ra và ghi đầy đủ vào. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi. Cô xin hẹn với các em một video khác trong một bài học khác.